Giờ học đang diễn ra rất nghiêm túc. Cô gái xin ra ngoài đi vệ sinh, nhưng thầy giáo không đồng ý. Kết quả cô ta tè ngay tại chỗ. Rất là khai luôn, xấu hổ quá đi. Nếu thời gian quay trở lại, bạn có cách lựa chọn khác. Hãy thư giãn, gác chân lên đùi. Hít thở nhẹ nhàng đều đặn, đợi đến giờ giải lao nha. Cô gái đang đi dạo công viên thì bị dính phân chim. Đã vậy đến công ty còn bị sếp la mắng nữa. Áp lực càng tăng cao hơn khi cô ta cãi nhau với bạn trai. Hãy mút ngón tay cái của bạn khi căng thẳng quá độ. Khi bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tập thể dục giúp tăng cường sức đề kháng. Cái đáng lo ở đây là mùi hôi nách của cô gái. Người bên cạnh nghe mùi có thể khó chịu lắm đó. Bạn dùng miếng chanh chà sát lên nách. Giờ thì tự tin lên, nách bạn không còn hôi nữa. Thật tuyệt vời khi được những người bạn tổ chức sinh nhật. Nhưng đừng để hắt hơi làm ảnh hưởng đến bữa tiệc vui. Một chút ngượng ngùng. Khi thấy dấu hiệu hắt hơi, bạn nên dùng tay che mũi lại là ổn thôi. Cảm giác quay cuồng trong đầu khiến bạn không ngủ được. Hãy thực hiện theo cách sau. Hãy đặt chân xuống sàn, não bạn sẽ nhận ra bạn đang đặt chân trên sàn. Yên tâm mà ngủ nha. Ôi, trễ giờ rồi. Cơn nấc cục mang lại phiền phức cho bạn. Thật ức chế khi cơn nấc cục kéo dài. Chỉ cần giơ tay lên, cơn nấc cục sẽ khỏi thôi. Có vẻ cô ấy làm việc nhiều nên rất là mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến với cô ta. Bạn hãy cắn nhẹ cây bút chì, nó giúp bạn vượt qua cơn mệt mỏi. Mọi người nghĩ bạn có vấn đề. Nhưng không sao, vì làm thế bạn sẽ tỉnh táo mà. Có khi nào bạn đang ngủ mà tỉnh giấc? Vì cánh tay bạn bị tê không cử động được không? Hãy làm động tác xoay cổ trong một thời gian. Tay bạn sẽ cử động bình thường trở lại. Bạn bị tức bụng khi chạy bộ. Hãy hít vào và thở ra đều đặn. Đứng một chân và massage vùng bụng. Rồi bạn không còn cảm thấy đau nữa. Bạn ngồi trên giường quá lâu. Khi bước xuống giường, chân bạn bị căng cứng không cử động được. Hãy bẻ và lắc ngón chân cái. Bạn có thể đi lại bình thường ngay. Hãy thoải mái tạo tư thế tập yoga nhé. Tại sao cô gái này ngại ngùng thế? Thank you.
thì ra cô ta có mùi hôi chân. Bạn ngâm chân với chấm táo và nước nha. Đừng lo lắng thế anh bạn, cô ta hết mùi hôi chân rồi. Bạn bị nghẹt mũi ư? Bạn cho nước, mật ong, nước chanh và ớt cayenne vào chén chấm táo và khuấy đều. Cố gắng uống nó nhé, bạn sẽ ổn thôi. Cô gái bị cơn đau bụng hành hạ. Có cách nào giảm đau không? Hãy nằm thẳng và dùng chân bước lên tường. Bạn sẽ đỡ đau hơn. Bạn khó chịu vì tiếng ngáy to của bạn trai. Dù có làm cách gì đi nữa thì bạn vẫn nghe tiếng ngáy rõ ràng. Bạn hãy gọi anh ta dậy và cho anh ta uống một ly nước ấm. Giấc ngủ êm đềm sẽ đến với bạn. Và ngày thứ hai, bạn hãy cho anh ta uống một ly trà thảo dược. Hãy tận hưởng những giấc mơ đẹp. Bạn muốn có cái trán mịn màng. Ngăn ngừa nếp nhăn bằng cách thư giãn các cơ trán. Bạn thắt chặt cổ và xương hàm để chống chảy xệ nhé. Dùng tay vuốt hai bên má lên để hết nếp nhăn và nâng cơ mặt lên. Dùng tay bạn kéo mắt về hai phía như thế này để có thể nâng mắt lên đó. Dùng hơi trong miệng thổi phồng má lên như thế có thể giúp má săn chắc hơn. Bạn dùng các đầu ngón tay massage từ mũi lên đến tai. Sẽ thoải mái lắm đó. Làm tương tự từ giữa cằm ra đến hai bên tai, rất dễ chịu. Thực hiện động tác từ giữa trán ra hai bên thái dương. Dùng ngón tay miết nhẹ từ bờ môi xuống cằm. Bạn dùng ba ngón tay ấn nhẹ vào tai. Cảm giác rất là thư giãn và dễ chịu. Dùng các đầu ngón tay ấn vào các điểm trên mặt để thư giãn cơ mặt. Dùng hai ngón tay kéo từ khóe mắt vào cánh mũi, có thể làm giảm nếp nhăn khóe mắt. Bạn hãy thử nha. Bạn thường xuyên phải đi giày cao gót. Cảm giác khó chịu ở chân. Dán những hạt sỏi vào đôi dép mang trong nhà. Khi bạn mang vào thì chân bạn như được massage vậy. Chân của bạn sẽ hoàn toàn được thư giãn. Bạn cảm thấy đau ngực sau khi cho con bú. Bạn dùng hai miếng bắp cải tươi bỏ vào ngực. Nó giống như bạn mặc ống ngực vậy đó. Bạn để đó và massage khoảng 20 phút. Thực hiện cho tới khi cơn đau hết hẳn nhé.
hãy tạo cho mình một nụ cười rạng rỡ bằng cách dùng tay giữ miệng cười 10 giây. Dùng tay giữ trán 10 giây để có trán mịn màng nhé. Dùng tay mở mắt to ra giữ trong 5 giây để có đôi mắt đẹp nha. Hóp má lại trong 20 giây để có má nhỏ nhắn nha. Dùng hai tay đỡ cằm trong 1 phút để có má mịn màng. Ngước cổ lên dùng tay giữ cổ 20 giây để tăng cường sức chịu đựng.